Thông thường thì khi build PC thì sẽ có rất nhiều những cái trường phái. Có những bạn phải thích thẩm mỹ phải cao nhất có thể, và có những bạn thì thích là đầu tư tất cả mọi thứ liên quan đến vấn đề hiệu năng. Hiệu năng phải cực kỳ ấn tượng, sao cho gọi là tối ưu về mặt từng đồng. Và nếu chúng ta thử kết hợp hai yếu tố đấy, vừa đẹp sao mà lại cấu hình tốt thì như nào? Thì đây, là có bộ PC cũng tương tự như vậy. Sử dụng vỏ cây là Intel E. Còn bây giờ thì cụ thể như nào thì chúng ta tìm hiểu ngay sau intro. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần CPU. CPU mới nhất của Intel là Intel Core i7 14700K. Nhìn về mặt thông số cơ bản thì đây vẫn là một mẫu CPU có 8 nhân P core, nhưng hãy nhìn vào E-core, chúng ta đã được nâng lên từ 8 thành 12 P core, và tổng cộng chúng ta sẽ có là 20 nhân để có thể sử dụng. Và rõ ràng trong lineup Intel Gen 14 thì i7 14700K đang thể hiện là khá tốt. Và một điều thú vị rằng là Intel Core i7 14700K Gen 14 vẫn sẽ hỗ trợ lên những dòng bo máy chủ đời cũ, và vì thế mình sẽ sử dụng thêm một mẫu bo máy chủ, đó chính là Z790 Plus Wi-Fi. Tại sao mình lại không sử dụng bo máy chủ dòng B cho tiết kiệm? Thì với CPU Gen 14 và đặc biệt là CPU dòng K có nhiều nhân thì việc đầu tư một hệ thống bo máy chủ Z790 chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tối ưu hơn, bởi vì lý do liên quan việc là tiêu thụ điện năng. Thì với bo máy chủ Z790 Plus Wi-Fi, chúng ta sẽ có hệ thống VRM khá ấn tượng, cộng thêm vào đó là hai cổng cấp nguồn 8 pin để có thể cung cấp điện dành cho CPU. Và mình cũng đã có thử và mình cũng đã có update BIOS mới nhất, thì mình thấy là việc kiểm soát CPU Intel Core i7 14700K một cách tự động là khá tốt. Với bo máy chủ Z790 Plus Wi-Fi thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4GB RAM, và mình sẽ sử dụng ở đây là 2 thanh RAM Kingston Fury Beast DDR5 và 2 thanh, mỗi thanh 16GB với tổng dung lượng là 32GB. Về phía khu vực SSD thì khay SSD trên cùng chúng ta sẽ có một hệ thống heat sink, và mình đang sử dụng ở đây là một ổ SSD NV2 với dung lượng là 1TB, đủ để chúng ta có thể cài thêm app và ứng dụng. Riêng về hệ thống tản nhiệt thì với CPU Intel Core i7 14700K sẽ không theo kèm hệ thống tản nhiệt, và việc sử dụng tản khí dành cho Intel Gen 14 bây giờ thì chắc chắn sẽ không phải là một sự lựa chọn quá ấn tượng, và vì thế mình đang sử dụng ở đây là một hệ thống tản nhiệt nước Lianli Galahad All-in-One 360. Và các bạn đừng lo về việc đầu tư sản phẩm quá đắt, bởi vì TNC sẽ tặng luôn cho anh em tải nước All-in-One Lianli Galahad 360 khi anh em mua cấu hình này. Thì với hệ thống tải nước All-in-One của Lianli thì thứ nhất, chúng ta sẽ có vẻ đẹp của sản phẩm là rất tốt, với 3 fan 360 có LED RGB, và ngay trên mặt block của tản nhiệt cũng có thêm LED RGB để chúng ta có thể tùy chỉnh. Và mình đánh giá rằng đây là một trong những hệ thống tản nhiệt nước có mức giá trên hiệu năng là khá tốt, cộng thêm cả vẻ đẹp nữa. Từ phần GPU thì mình đang sử dụng ở đây là card họa RTX 4070 12GB đến từ thương hiệu là Tuf Gaming. Bo máy chủ Tuf Gaming, card họa cũng Tuf Gaming, nó sẽ khiến cho bộ PC của chúng ta trở nên đồng bộ hơn một chút. Và các bạn có thể thấy được là hiện tại mình đang dựng card họa, và làm thế nào để mình có thể dựng được card họa, và chúng ta sẽ cần phải có một sợi riser nối dài, và các bạn sẽ không cần phải mua dây riser nối dài riêng, bởi vì trên vỏ cây đã có sẵn tất cả mọi thứ rồi, thì sẽ khiến cho bộ PC của chúng ta nó sẽ có một cái cảm giác là nó được đầy đặn và trông nó cũng sẽ đẹp hơn. Với bộ cây Hitec i40, chúng ta sẽ có hai quạt, một quạt được đặt ở cạnh hông và một quạt đặt ở bên dưới bộ PC. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải đầu tư thêm fan bên ngoài để đảm bảo được yếu tố đó chính là airflow cho bộ PC chúng ta được một cách tốt nhất có thể. Ở phần mặt sau thì sẽ là nơi mà chúng ta DJ. Thì với vỏ cây Hitec i40, mình thấy khả năng DJ sẽ ở mức tạm ổn. Cái mình thấy ấn tượng vỏ cây Hitec i40 đó chính là khu vực để nguồn, khi mà rất là rộng rãi để chúng ta có thể lắp được những bộ nguồn cỡ lớn. Thì cái bộ nguồn mình đang sử dụng ở đây là bộ nguồn Neo Eco 1000W. Thì với bộ nguồn 1000W thì với cấu hình của chúng ta thì trông là có vẻ là hơi thừa. Tuy nhiên thì so về phần mức giá cũng như hiệu năng đem lại của em, nó vẫn có thể đảm bảo được với hiệu năng sử dụng của chúng ta. Thì với cấu hình là CPU Intel Core i7 14700K với RTX 4070 thì chắc chắn nó sẽ nằm ở hai yếu tố. Thứ nhất là chúng ta chơi game, và chơi game ở trên độ phân giải 2K, và thứ hai nó sẽ liên quan đến vấn đề là chúng ta làm việc. Còn cụ thể như nào thì ra vào luôn nhé. Một cấu hình khỏe để chơi game thì bao giờ cũng là sự lựa chọn của game thủ, và ở đây mình đang có tựa game là CS2. Một trong những tựa game mà nhìn thì nghe qua thì bảo ôi Counter-Strike thì nhẹ lắm, nhưng chơi thực tế thì eo ơi sao mà nặng như thế. Tuy nhiên thì với sự hỗ trợ của Intel Core i7 và RTX 4070, việc trải nghiệm những cái tựa game ở gần 300 FPS ở độ phân giải 2K max setting quá đơn giản. Mọi người có thể nhìn thấy được vì sao game này nặng. Hãy nhìn vào lượng VRAM tiêu thụ, có thể tiêu thụ đến là gần 7GB VRAM, và đây là map Inferno. Còn tại sao map Inferno nó lại tiêu thụ nhiều VRAM nhỉ?
Nhưng thôi, bỏ qua vấn đề đấy thì hãy nhìn thêm vào vấn đề là nhiệt độ của sản phẩm. Thì với tản nhiệt nước All-in-One Galahad của Lianli thì nhiệt độ khi mà chúng ta chơi game là 50 độ C dành cho CPU và tiêu thụ khoảng chừng là 120W. Và tương tự như vậy, GPU là 54 độ C và 170W, cực kỳ mát mẻ kể cả bạn là một nhiệt thủ khi mà chúng ta chơi game. Cyberpunk 2077 chưa bao giờ là một tựa game có thể là tối ưu tốt. Tuy nhiên thì rất nhiều người muốn test Cyberpunk 2077 để có thể xem được là cái setting trong game và cái cấu hình tiêu chuẩn sẽ là như thế nào. Thì với Cyberpunk 2077, đây là một tựa game tiêu tốn không nhiều CPU lắm. Tuy nhiên thì mức nhiệt mình lại thấy là cao hơn khi so với tựa game là CS2. Còn về phần GPU thì mình thấy vẫn ổn định, ăn 184W và nhiệt độ là gần 60 độ C. Và GPU thì sẽ không có dấu hiệu hoạt động. Mức FPS hiện tại mình đang chơi là khoảng chừng 80 FPS. Và lượng VRAM tiêu thụ là 9.3GB. Và với 12GB RAM của RTX 4070 thì vẫn có thể đáp ứng được chúng ta chơi Cyberpunk 2077. Mình nghĩ là có thể từ 2 đến 3 năm nữa một cách thoải mái. Còn sau đấy thì mình nghĩ là anh em sẽ nâng cấp thôi. Bởi vì thường 2 năm là mọi người muốn thay đổi về mặt cấu hình rồi. Thì cái mức RAM tiêu thụ của sản phẩm là khoảng chừng 13GB. Ở đây mình không bật thêm app ứng dụng nào ngoài, ở đây mình chỉ chơi mỗi game thôi. Thế nên thì với 32GB RAM có sẵn, nó vẫn là một sự lựa chọn khá tốt. Với Horizon Zero Dawn, đây là một tựa game mình chơi khá lâu rồi. Mình nghĩ là mình sẽ cập nhật thêm một số list danh sách mới để có thể chơi game. Nhưng ở đây thì chúng ta có chơi vẫn là một sự thú vị. Mức FPS đạt được với setting cao nhất là 120 FPS. Và mình đã có bật thêm cả DLSS Quality nữa. Ở đây mình test lý do bởi vì là cái thế giới mở của Horizon nó khá là ổn định và nó có nhiều cảnh vật, và khi mà mình sử dụng kết hợp nhiều hiệu ứng thì cái mức FPS vẫn sẽ ổn định. Với những tựa game khác ở trên thị trường thì mọi người nghĩ rằng FPS khoảng chừng là 200 đến 300 chơi với sướng. Tuy nhiên thì với Horizon thì mình thấy là mức FPS khoảng chừng là từ 100 đến 150 là một con số ổn định để chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Với DaVinci Resolve thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào từng project một. Thì ở đây mình đang có một project có độ phân giải là 4K với rất nhiều hiệu ứng. Mà các bạn nhìn qua thôi, xem trên TNC cũng có thấy được là cái video này đã xuất hiện rồi. Thì khi mà chúng ta add đủ màu và hiệu ứng các thứ và có thêm cả những cái chuyển cảnh nữa thì cái mức trải nghiệm của mình đánh giá là vẫn rất tốt. Thì với DaVinci Resolve thì khi chúng ta preview, VRAM càng nhiều thì càng tốt. Tiếp theo đó thì cái phần mềm này cũng tối ưu khá là tốt để khi mà chúng ta render sẽ tận dụng được cả CPU và GPU. Còn bạn nào mà sử dụng thêm là bộ công cụ của Adobe thì cũng có thể cho mình thêm ý kiến trải nghiệm nhé. Và cũng đã khá lâu rồi mình không dùng là Premiere Pro. Và tất nhiên rồi, như ở phần đầu video mình đã có nói đến thì đây là một bộ PC chúng ta sẽ cân bằng cả yếu tố về vẻ đẹp lẫn hiệu năng. Và sẽ có rất nhiều bạn là muốn đầu tư toàn bộ những cái thành phần linh kiện giá tiền sao cho phải gọi là tối ưu nhất, hoặc thậm chí là họ tính luôn cái mức giá khoảng chừng 50 triệu chỉ liên quan đến mỗi CPU và GPU và quên mất đi những cái thành phần linh kiện khác. Và nếu như bạn là một người thích đam mê về phần hiệu năng thì dĩ nhiên rồi, mình sẽ để thêm một cái đường link nữa để anh em có thể tham khảo. Còn cụ thể anh em thích bộ PC này đúng không, hãy đến ngay với TNC và sở hữu đi, bởi vì số lượng khuyến mãi có hạn thôi, tặng luôn tản nhiệt nước Galahad cơ mà. Còn bây giờ thì gặp lại mọi người ở trong video sau.